Rồi, hello anh em nè. Bắt đầu em lên sóng một con xe Honda Giruis 4 thì FI nữa nha anh em. Con này anh em nhìn bảng màu lạ không? Con này mua từ Nhật vậy luôn anh em. Cái màu nó vậy luôn. Ở bển ta làm sẵn vậy. Con này mua xe mộc nha. Xe mộc zin. Nên em bán giá cũng quá yêu thương nè. Về con này không có dầm anh em. Không có dầm thuốc gì chứ. Con này nó cái màu này bển là từ bển về luôn á. Con này làm nó sơn từ Nhật về luôn nha anh em, màu xanh nhà binh đó. Nên một con xe mà từ bển về nó cũng có vận chuyển nó cũng có chốc hơn hơi nè anh em. Nên em bán giá rẻ ha. Bán 27 triệu nha anh em. Anh em là thích màu này ha. Thì alo cho em ha. Bán 27 triệu bao này máy móc nguyên zin ha. Máy móc zin và im nha anh em. À. Nhìn màu lạ không anh em? Anh em mà không thích một con màu trắng nè. Chơi con màu này nhìn lạ lạ nè anh em. Nhưng mà về mình cũng phải, nếu mình muốn xài luôn dặm sương sương lên anh em. Có cắn cắn mấy cái màu như vậy nè. Tự bển về luôn á. Cái màu nó vậy đó anh em. Em giờ đây em không có sơn mộng gì nha. Cứ để y vậy đó. Bán giá tốt cho anh em. Bán 27 triệu nha. Máy thì máy móc nguyên zin cực êm. À quên, con này nó có làm luôn cái phần mà con này chắc cái bển cho người yếu chân chạy gì anh em. Riêng cái con này nè, nó đã làm luôn là đứng xe luôn á. Đứng xe là vẫn chạy được bình thường nha nè. Giờ anh em mà muốn chạy đứng thì cứ chạy đứng ha. Còn muốn nghiêng thì hạ cái này xuống. Đó, hạ cái này xuống. Hạ cái này lắc qua lắc lại được nha anh em. Đó, vậy là đứng rồi đó. Và con này là nó muốn gặt cái thằng thắng nó lên là vẫn di chuyển được cái này. Là nó làm phần sau này nè. Là cho chiếc xe mình không có còn đứng xe nữa. Không có còn mà đứng chiếc xe để không di chuyển anh em. Và con xe này hiện tại là nó không lắc qua lắc lại. Nó đã làm luôn cái phần không lắc qua lắc lại để mình chạy được luôn rồi đó. Nó đây, nổ máy con này đây. À, nó có chế luôn cái công tắc này tự bển vậy luôn nè anh em. Cái công tắc này nè. Công tắc này như cái công tắc phụ á. Bật cái đó là tắt trên đây nè. Nhưng mà nếu mà bật cái công tắc này lên phải không? Nổ máy là công tắc nó không còn hoạt động nữa nè. Nè. Đó, nếu mà xe nổ máy là mình không còn xài công tắc phụ được nữa nè. Tắt cũng vẫn nổ bình thường ha. Máy móc thèm bao anh em nguyên zin. Nguyên zin êm ái mượt mà nghe anh em. Còn phần ngoài là màu xanh xanh lính anh em. Vận chuyển giờ nó cũng có chạy sức nhỏ nhỏ vậy nè. Anh em đừng nói con xe về mới ken sạch sẽ hết nha anh em. Chung là màu lạ lạ thì giá tốt cho anh em về chơi và dọn theo ý thích ha. Máy thì bao máy móc nguyên zin. Và con này nhắc luôn là nó đã làm luôn. Nó không cho đứng chiếc xe mà nó làm luôn là chiếc xe đứng nhưng mà vẫn di chuyển được anh em. Đó. Mấy con Giruis zin mà ta chưa làm á anh em. Là gặt cái cần này lên luôn, vừa đứng chiếc xe mà vừa xe không di chuyển, nhưng mà cái con này là nó đã làm cái phần cho mình đứng xe nhưng mình di chuyển được nè anh em. Nè. Đó, thấy chưa? Vô số là xe lên ga là xe chạy luôn á anh em. Máy thì nguyên zin, cực êm. Màu thì màu lạ nha anh em. Anh em nào thích màu lạ lạ mà giá rẻ nè, 27 triệu nữa anh em. Oh. 27 triệu anh em, vỗ chức gì luôn.
xăng. Yên này, yên gin luôn này. Chức năng trên xe ra. Xi nhan càng đầy đủ hết rồi nè. Động cơ 50cc FP. Tiết kiệm xăng nha anh em, 4 thì á. Nhìn màu lạ không? Anh em kiếm màu lạ lạ nè. Cái phần mà mấy cái phần mà chính của nó anh em. Ở nước sơn còn ok lắm ngay, nhưng mà mấy cái gì nhỏ nhỏ, nhỏ này nè. Có làm sao em báo tình trạng gì hết nha. Nó hơi nhâm nhâm hơi vậy anh em. Nhưng mà được cái này màu lạ. Về anh em sử dụng á, mua cái loại nước sơn như gì nè, quẹt quẹt mấy cái chấm này là đều là hết. Đó, màu lạ chưa nè. Rồi, anh em nào mà quan tâm cái dòng Honda Giruis 4 thì FI nội địa da băng về bản màu xanh xanh lính anh em, thì alo số điện thoại em ha, 0832354148 nha anh em. Giá em nói công khai là 27 triệu, không fit, không bao ship nha anh em. Anh em nào quan tâm thì alo số điện thoại em 0832354148 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video luôn.